Hello. Meo, quay lại đây nào. Đó. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi một cái thì mình thấy ngay một gói bánh có hình mấy bé này. Rồi nhìn thấy cái chữ kem phô mai là mua liền. Thấy bên cạnh gói bánh còn duy nhất một hộp pudding, thế là mình lấy luôn. Vì vị bánh custard mình chưa có ăn thử bao giờ. Mua thêm mấy cái kem nữa cho những đứa em đang ở nhà. Đi cùng mình thì chỉ khổ xách đồ. Với thỉnh thoảng phải làm cameraman bất đắc dĩ nữa nên chẳng đứa nào chịu đi cùng mình cả. Nhìn hộp này có vẻ không thể chia cho nhiều người được nên mình đành ngậm ngùi ăn trước vậy. Bên trong thì có hai cái bánh bột nếp như thế này nè. Mà bánh làm từ bột nếp thì siêu dai nhá. May quá là có lớp bột bên ngoài nên không có bị dính. Ở bên trong thì là lớp nhân kem phô mai có chút chua chua, mặn mặn và ngọt ngọt. Nói chung khi nhai bánh lên trong miệng thì có vị khá là ngon và thơm béo nữa. Một hộp pudding duy nhất thì không thể chia cho nhiều người nên mình cũng đành ăn tiếp nha. Kết cấu của bánh này nó dẻo dã man luôn. Mình có bóp mãi bóp hoài thì nó vẫn không bị biến dạng. Nhìn thì giống một hộp thạch nhưng mà dẻo hơn rất là nhiều. Ăn miếng đầu tiên thì thấy ngọt ngọt, mát mát và thơm mùi trứng. Ăn miếng thứ hai thì mình vẫn thấy y chang. Và đến khi ăn hết cả hộp rồi thì mình vẫn thấy không có gì khác. Lạ thế nhở.